nó đi đâu đây? Đi đâu? Đi Tây Ninh. Ờ, bác cũng đi Tây Ninh luôn, đi chùa phải không? Dạ. Ok, bắt đầu đi nha. À, đi rồi. Mô tô. Rồi. Hello. Đúng rồi. Mới đi đâu vô mặc chùm giống như là... Đi đâu vậy? Chuẩn bị đi phượt miền Tây. Không phải Tây Ninh bắt đầu. Khởi hành nha. Bây giờ đi đổ xăng chứ đi. Đi đâu đổ xăng. Lễ mà còn đi lựa thịt nữa nè. Kiếm một mớ gì nhậu lễ chơi. Trời là lựa được cái gì rồi. Lễ là định đi chơi bò luôn. Bò đen ta. Em đi loay quanh thổi đông lạnh xong thì nó đen thượng. Biết quý đi nên mà cũng có bò thì á. Bò đi nên ăn cũng được. Nắm lên lộn cái loại bò để ướp nướng như này nó khoáng ra. Đó. Hỏi mà. Kiếm gì? Đây nè. Cắt lát tròn 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 cuộn cuộn nhắn nhắn đúng không? Rồi hỏi thôi hỏi. Thôi đi. Hồi nãy làm năng lượng cho xe là bây giờ bắt đầu đổ xăng mọi người đây. Phải đổ hai tô. Hai tô này thì chị nói tới dân bàn rồi đó nha. Tới dân bàn phải đổ ít. Giờ đây là cầu vượt. Cầu vượt Cộng Hòa. Đường phố này lúc này là 10 giờ rưỡi rồi. Đường vẫn còn đông đúc. Hướng về Tây Ninh thì giải phóng Tây Ninh trước.
chơi đúng không? Bye bye. Chuẩn bị từ hai ngày nữa tới thì sẽ lên về. Uống cà phê tắt ngồi. Rồi phía trước mặt là siêu xe hết. Chạy hết cầu cho anh Boss này rồi. Quá đẹp màu trắng. Đi từ 10:30 á, sau 1 tiếng rưỡi, 10:30 tới 12 giờ là 1 tiếng rưỡi đúng không? 1 tiếng rưỡi là tới được giảng bàn rồi. 55 rồi, 55. Ok. Khi nào bạn có gì tiền à? Sau 1 tiếng rưỡi, 55 cây số. Cái này là của một người bạn học. Đây là lần thứ hai đấy. À, tới dừng chân. Ơi, làm một hơi cho đỡ khác nè. Go. Đậm quá. Nữ phật thủ sáng giờ đi được 55 cây, cho nên bây giờ phải nạp năng lượng lại để đi tiếp. No time for me. I've been flying from town.
2007. Tiếp tế nước sau 104 cây đây, 5 chai có sống được qua tới hết lễ không? Tránh ra để coi cái view núi coi đó, view núi trước rồi đó. Thôi giờ đi tiếp lên đường nha, còn hai mấy trăm mét rồi tiếp tế nước rồi. Phía xa là núi Bà Đen đó, ngay ngã ba núi này đi vô trong kia khoảng 8 cây nữa là tới núi. Ở đây là thị xã Ninh Sơn, đi từ Sài Gòn lên Gò Dầu qua Ninh Sơn thì là tổng là 104 cây. Rồi bên trái qua đường vô tới mời lời rồi. Rồi giờ là khoảng mấy trăm mét nữa là tới quán bia Tấm Kìa, địa điểm quen thuộc và điểm dừng cuối cùng trong trận hành trình Tây Ninh. Hello Moto.